hôm nay trời mưa lớn như vậy, chắc quán sẽ không có nhiều khách đâu. Mình nên tranh thủ dọn dẹp sớm. A hi hi. Hello, bà Ba Lắp. Sáng nay tôi tỉnh dậy thì chợt nhận ra mình quá rảnh, nên tôi quyết định đến ủng hộ quán cơm của bà đây. A hi hi. Ủng hộ cái quái gì, bà đến đây ăn trực thì có. Bà hiểu tôi quá. A hi hi. Chúng ta là bạn thân của nhau là đúng. Tôi trở thành bạn thân của bà hồi nào hả, bà Granny? Nói đi, bà đến đây để làm gì? Mà khoan nói chuyện đó đã. Ủa, hôm nay sao quán cơm của bà vắng vậy? Bộ quán bị ế à? Bà vô duyên vừa vừa thôi. Bà không thấy hôm nay thời tiết xấu à? Mưa lớn, bờ cờ lờ ra. Bà nghĩ người ta sẽ đi ra ngoài ăn vào trời mưa tầm tã như thế này à? Ồ, thế à? Ai để ý đâu. A hi hi. Với tư cách là một khách quen thì tôi chỉ quan tâm cho tình hình của quán bà thôi. Thôi, tôi không cần sự quan tâm của bà đâu. Vậy tôi đi tìm chỗ ngồi đây. Bà hiểu, bà cần phải làm gì rồi phải không, bà Ba Lắp? Dạ, con biết rồi mẹ. Như mọi khi, 10 dĩa cơm gà, miễn phí, chứ gì. Đúng rồi, cảm ơn bà Ba Lắp. A hi hi. Bọn tôi sẽ chờ 10 dĩa cơm gà của bà. Con mụ Granny khó ưa. Bộ bà tính ăn cho đến khi quán mình sập tiệm luôn hay gì? A few moments later. Chúng ta ngồi ở đây đi con. Đâu, con chỉ cho bà xem. Wow, đây là lần đầu tiên mình đến quán cơm của bà Ba Lắp. Mình nghe người ta nói cũng nhiều rồi, bây giờ mới có cơ hội đến đây. Quá là xịn luôn. Ủa, ông ngoại, ông đang làm gì ở đây thế? Tôi đi bơi. Bà hỏi kỳ ghê, đến quán cơm thì phải ăn chứ. Với lại, tôi cũng muốn hỏi bà Ba Lắp một số câu hỏi. Thế, ông tính hỏi gì vậy? Không có gì, bà nhiều chuyện quá. Later. Cuối cùng, trời cũng ngừng mưa rồi. Đây, bà nội, tôi làm xong 10 dĩa cơm gà cho bà rồi đây. Chắc tôi phá sản vì bà luôn quá. Cảm ơn bà nha, a hi hi. Ok, tôi đi nha. Chúc bà ăn ngon miệng. Nhớ nhai đồ ăn cho kỹ vào. Nếu không thì mắc nghẹn rồi nhập viện đấy. Bà còn vô duyên hơn tôi nữa. Nè, bà Ba Lắp, tôi muốn hỏi bà một số chuyện. Có chuyện gì thế? Ừ, thì cho tôi hỏi là bà thường kiếm được bao nhiêu tiền từ việc kinh doanh quán ăn? Cũng đủ để tôi trang trải qua ngày, lo cho cái trường này, và đủ để dành tiền mua nhà, a hi hi. Mà ông hỏi làm gì? Nghe bà nói như vậy, tôi ghen tị quá, tôi cũng muốn thử kinh doanh, cái gì đó xem sao. Nè, bà Ba Lắp, bà nghĩ tôi có nên thử kinh doanh không? Ừ, thì... Nếu có, thì tôi nên bán gì? Ông có thể... Làm sao để bắt đầu buôn bán một cái gì đó? Tôi bắt đầu bằng... Bà có lời khuyên gì dành cho tôi không? Bà nghĩ liệu sự nghiệp buôn bán của tôi có thành công không? Sao ông không tự hỏi, tự trả lời luôn đi? Nhảy vào miệng của tôi hoài. Tôi xin lỗi, tại có nhiều điều tôi muốn biết quá. Ha 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 ha. Bà cười cái quái gì thế? Bọn tôi đang nói chuyện, chứ có diễn hài cho bà xem đâu. Tự nhiên cười. Không, nghe ông nói muốn kinh doanh, tôi mắc cười quá. Ha 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 ha. Tại sao? Bà xem thường tôi à? Kinh doanh là một chuyện rất quan trọng, không phải nói muốn làm là được. Với lại tôi biết,
ông không có kinh nghiệm gì về chuyện này cả. Ông nghĩ là ông sẽ thành công à? Tôi không có, chắc bà có vậy. Bà Ba Lắp cũng đâu có kinh nghiệm đâu. Nhưng mà quán cơm của bà rất thành công. Thật ra, tôi có kinh nghiệm điều hành một ngôi trường trước khi mở quán. Cho nên, đúng, nhưng cũng không đúng. Tóm lại là tôi sẽ bắt đầu một cái gì đó và thành công cho bà xem. Còn nữa, tôi sẽ... Khoan, chờ chút, tôi bận ăn cơm rồi. Chuyện đó để sau đi, a hi hi. Mình nhất định phải thành công trong việc kinh doanh. Rồi sau đó, mình sẽ bả vào bản mặt khó ưa của bà Granny, ha 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 ha. 2 hours later. Rồi giờ mình nên làm gì đây? Nói thì mạnh miệng lắm. Tới lúc làm, tự nhiên đầu óc trống rỗng, a hu hu. Nhưng, bực mình thật chứ. Đến để hỏi chuyện bà Ba Lắp, tự nhiên gặp bà già, Granny khó ưa đó. Nên chưa kịp hỏi gì nhiều, a hu hu. À, mình nhớ rồi. Nhà mình có một công thức làm đồ ăn, gia truyền lâu đời. Mình có thể làm giàu từ nó. Nhưng tỷ năm rồi, mình chưa thấy cái công thức đó. Không biết mình đã vứt nó đi đâu rồi. Chết tiệt, nếu mình biết rằng công thức đó sẽ hữu ích vào ngày hôm nay, thì mình sẽ cất giữ nó tốt hơn. Ok, mình sẽ lục tung cái nhà này lên để tìm nó cho bằng được. Nó ở đâu được nhỉ? Ok, mình sẽ bắt đầu tìm từ phòng tắm trước. Không có. Cũng không có. Không có, để mình vào phòng khách xem sao. Lạ quá, phòng khách cũng không có luôn. Lần cuối cùng mình nhìn thấy tờ công thức đó là ở đâu nhỉ? Già rồi, đầu óc của mình không còn như xưa nữa. Để đâu quên đó, mệt thật. Tủ này cũng không có luôn. Later. Cuối cùng cũng tìm được nó rồi. Mất mình cả buổi trời để tìm. Ai ngờ nó chỉ ở trong phòng ngủ thôi. Nhưng công thức này đã có từ mấy trăm năm trước rồi. Mình sợ ăn vào rồi nhận được một chuyến đi thăm bệnh viện quá. Mình có cách rồi. Mình đâu cần phải là người đầu tiên nếm thử công thức này đâu. Ha 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 ha. Hello, con có nghe ông nói không? Con và con chim quỷ có rảnh ngày hôm nay không? Qua nhà ông ngày hôm nay đi. Ông có thứ này muốn cho tụi con thử. Thử đồ ăn à? Hôm nay là ngày gì mà ông tự nhiên nấu ăn thế? Có ngày gì đâu con. Ông thích ấy mà, a hi hi. Thì hồi con sẽ biết. Vậy nha, hẹn gặp hai con ở nhà ông. A few moments later. Hello, ông ngoại, bọn con đến rồi này. Ồ, bọn con đến đúng lúc quá. Ông vừa mới chuẩn bị xong luôn. Hồi nãy, ông nói là ông muốn bọn con ăn thử gì hả? Bộ ông mới nấu món gì mới à? Ừ, thì cũng gần vậy. Đây. Là pate, ông gọi nó là grand pate. Ông đã làm nó từ công thức mà tổ tiên ông đã để lại. Ủa, vậy tại sao chữ T lại viết hoa vậy ông? Ồ, tại vì T ở đây là trong chữ T tái. Khi mọi người ăn pate của ông làm thì sẽ cảm thấy ngon đến T tái luôn, a hi hi.
ông dự định sẽ bán nó nếu hai con thấy ngon. Đúng vậy, ông cần bọn con giúp, ông thử món pate này.